Rồi chào các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình đi làm mình mua được hai cám siêu tốc nữa các bạn. Mà có chỗ có bà da chai bà bán rẻ, có bà da chai bán mắc nha các bạn. Thì cái ấm này mình mua cái ấm này nè. Ấm này mình mua 10 ngàn, còn ấm này thì bà kia bà bán mình có 5 ngàn à. Theo gì ấm gì làm vô hãng mình căng đó là 7-8 ngàn nha các bạn. Thì mình thấy cái ấm nó còn ngon thì mình mua đại đặng mình đi dây mình xài các bạn ơi. Ấm này mình thấy còn đẹp nè. Ấm này mình thấy còn im nè. Đó. Thì mẫu này thì nó ngon này. Ở trên thì cái nắp nó bằng inox luôn nha các bạn. Đó. Ấm này nếu mà để mình coi coi bên trong nó cái gì mình sau mình ấy khám phá nha các bạn. Nhiều cái ấm nó nhiều đời nó khác nhau các bạn ơi. Nó xài bằng cái gờ le đun á. Cái gờ le nhiệt á, nên mình thử ra cái ấm nó im lắm nè các bạn, thấy không? Ở trong nó có cái cục tròn tròn dưới đó nè, dưới đáy nè đó, cục tròn tròn nó ngay ngón tay anh chỉ xuống nghe ha, là đó, là hình như nó có con gờ le đúng đó. Con gờ le nhiệt á nè các bạn, thấy không? Nè nó bị va chạm điện nè, nó hư á, ta mới bỏ mà bán. Thì mình không có cần thiết ba cái này nha các bạn. Anh em nào mà nhà mà ấm siêu tốc mà nó hư á ha, là đừng có bỏ nha. Cái sửa xài. Đó. Bóng đèn này cũng im à. Nó xài đèn vàng này nè, đèn nhỏ xíu à. Nè các bạn, mình rút ra cho các bạn xem nha. Này cái loại này nó không có, nó làm cố định cũng để im quá chứ. Theo diện kéo lên cái xuống được các bạn nè, nó có kéo lên được không cá à, mắc dở cái quay này ra các bạn ơi, nó có dở ra, dở ra, dở cái nắp này ra là được không nha. Mình dở ra phải kỹ mới được, không kỹ nó hư uổng lắm. Nó có cái con ốc nằm trên nữa các bạn. Nếu mà mình dở lên thì để coi, mình dở cái quay ra nha các bạn. Dở cái ốc này ra thử coi thì sao. Rồi dở cái quay ra nè, mình mới lấy ra được nha. Này nó gờ. Đó. Cái này nó hai lớp nữa các bạn. Cái siêu tốc này cũng im đó. Mình muốn lấy nó ra thì mình phải gỡ cái con nhiệt này ra nè các bạn. Con nhiệt này nó xài bằng kìm ép vô nè. Nó xài kìm ép vô bẻ vô, mình lấy kìm mình bẻ ra. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay gì hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Trời ơi, ông nào ông chét dữ vậy trời. Anh nào ảnh thay ảnh gắn con nhiệt này mà ảnh chét quá chét rồi các bạn ơi. Mình kỹ mình chét nhiều chứ anh chét còn nhiều hơn mình. Rồi để mình bóp mấy cái râu này vô mình kéo ra hát bạn. Cái ấm siêu tốc nó gọn nha, để mình chùi coi cái con nhiệt này nó bao nhiêu độ nha các bạn. Nói chung ra thì nó 90 độ là được rồi, tại vì nó chập ra chập vô hoài 92 độ các bạn. Để lấy nét cho các bạn xem nha. À, 92 độ, 92 độ C ha, rõ. Mình dơ lên cho anh em xem rõ vậy đó, đó nè 92 độ.
Trời ơi, chét từ lưa hột dưa hết trơn. Dữ gì trời. Cái kem này là cái kem dẫn nhiệt nha các bạn. Kem dẫn nhiệt á. Nó dẫn nhiệt nhiệt nóng khi đủ độ nóng nó dẫn nhiệt qua. Cái ấm này hình như nó có một lít 2 các bạn ơi, lít 2. Nó được có lít 2. Ấm này nó thua cái ấm trước của mình. Nó thua cái ấm trước của mình, ấm trước của mình nó có cái chế độ hâm, còn ấm này nó siêu tốc không, nó không có chế độ hâm nha các bạn. Mà nó siêu tốc này nó sẽ nhảy rồi nguội nó nhảy lại. Nó nhảy nó nóng lại. Chủ yếu là mình đo cái ruột nó không còn không nghe các bạn. Để mình nói nguyên thêm một hồi cái mình đo cái ruột nó không còn đứt ruột bỏ cái gì. Đây. Mình đo XM còn nè các bạn. Cái này nó rất là cao nha các bạn. Để mình coi cái kim coi nó lên tới mức độ nào nha. Nó chỉnh kim ngay đó. Nè, nó cao lắm, bởi vì nó nấu vào nóng lắm. Thì mình làm dây á, thì mình bỏ hai cái cầu rồi nè các bạn. Hai cầu này nó bị hư rồi nè, cháy rồi nè. Mình nữa làm dây mình bỏ hai cầu này. Mình lấy hai cầu này ra, rút ra. Rút ra ngoài. Đó, nó cháy mấy cái nhíp ở trong á. Với mấy cái này là lâu ngày nó không ăn nữa, sụp xịt nữa các bạn, thấy không? Sụp xịt nè. Lỏng lỏng vậy là mình gò gỉ điện mình xài không được. Ồ, bể bên luôn. Mình giữ lại mình xài được hai con ốc rồi nè các bạn. Nó quéo nè các bạn, quéo dây luôn nè. Quéo dây dính cục mũ luôn nè. Cái này để nữa mình làm lại mình chia sẻ cho các bạn xem mình làm nha. Còn cái này là mình chỉ gãi ra khám phá thôi à. Khám và phá đó. Cái này bằng inox này nói chung là không đáng ngại, mình rửa oxy rồi mình không ấy, mình ngâm login cũng được nữa bạn. Login đó mình ngâm cho sạch sẽ rồi bắt đầu cái mình ngâm xà bông lại, ngâm xà bông lại rồi bắt đầu mình nấu ấm nước, ấm nước rồi bắt đầu mình rửa, mình xả bỏ rồi mình rửa lại cái nữa rồi mình có xài. Đó là hồi nào giờ mình xài mình kỹ cái vụ đó là gì đó các bạn, chứ không phải là đồ mình rất là gớm luôn á. Nhưng mà nghĩ mình nhiều khi mình hàng ngày mình đi uống cà phê ở quán á các bạn, thì cái ly người ta cũng uống tới uống lui hoài, người ta cũng pha tới pha lui, rửa tới rửa lui, người ta bán cho khách. Mình gớm cái cách mình gớm nhiều khi mình gớm không có nhầm, nên thử ra mình không có gớm được mấy cái này đáng để mình mua nhiều khi mua để mình xài thôi, hoặc là mình làm mình bán hay gì á. Thì mấy cái ấm nào mà nó có cái chế độ hâm á, còn không chế độ hâm thì cái dạng như này mình chế cái chế độ hâm cũng được. Nó có cái chế độ hâm là nó có cái nhíp hâm á, như cái ấm đợt trước của mình á. Mình bấm lên mình nấu không, mình nấu rồi nó nhảy rồi nó hâm hoài luôn. Mình chế cũng được nha các bạn. Nó hâm nóng hoài luôn vậy á, thành thử ra nó không có nhảy lại. Này nó không xài cái công tắc ở trên mà nó xài cái này nè. Mình ghim vô là nó nấu luôn. Đó. Khi mình ghim vô là nó nấu luôn. Nó không xài công tắc trên, ghim vô là nấu luôn. Nó nấu đủ độ cái nó nhảy. Nếu mà mình xài cái miếng hâm riêng á thì mình chế. Chế là mình có nước sôi mình xài hoài á. Này mình gáp vô để đỡ đó các bạn ơi, nữa mình làm sao. Mua để đó vậy đó, gặp rồi mua các bạn ơi. Cái tánh của mình gặp sau gặp là mình mua, không có đáng ngại. Không có ngại tiền. Thì tiền bạc mình làm thì cũng không có nhiều, nhưng mà mình gặp là mình một vài chục ngàn là mình lụm rồi. 10 ngàn, 20 ngàn, 20-30 ngàn, 50-30 ngàn, 100 ngàn đảo lại đó ha, là hư cái gì, gặp là mình bán là mình mua đó, cái này để bên ha. Rồi giờ mình kiểm tra cái này cho nó làm sao. Cái này nó cũng bị hư cái nắp nữa nè các bạn. Nè, nó cũ rồi. Này mình ngâm là ra chưa nè. Rồi
Hôm bữa mình mua cái ấm kia nó bị hư cái nắp, nó lúng nó hư cái nắp. Bữa nay mua cái ấm này nó cũng bị hư cái nắp này. Mua cái này mình mua của mấy cái chị phế liệu mà để ngoài đường á. Để mình đo coi nó làm sao nha các bạn. Thì cái ấm thấy cũng không ham các bạn, quá bèo. Thì nói chung cái ấm này mua có 5.000 à. Quên bấm công tắc. Không lên. Không lên các bạn. Để mình dặn ra cái mình coi 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 nó còn không nha. Miếng ruột còn là được rồi. Còn cái chuyện khác nó không thành vấn đề. Ví dụ hư công tắc được vậy đó. Công tắc mình có, lúc nào mình có công tắc mới chứ. Không có đáng nhiều tiền chứ. Chủ yếu là em ruột này nè các bạn. Em ruột này nè. Em ruột này nó đổ liền nha. Rồi bây giờ mình đo. Đo hai cái này là thử rồi biết rồi. Còn nè. Quá ngon các bạn, còn êm. Không có chạm nha các bạn. Nếu nó chạm là nó quậy lên nè. Mình nấu đừng có để cho cái ấm khô nước. Này để 1500W 220V. Thì đa số là nó hư cái này nè, thấy không? Bạn thấy không? Mình đâu có nói sai đâu. Nè. Mình ra ngoài chợ mình thay, nó thay cái này mấy chục ngàn bạc mà về cháy nữa. Nó nguy hiểm lắm các bạn. Nhiều khi mình tin tưởng mình để cái ấm nước mình nấu mình đi đâu á. Mình để nấu mình đi chợ đi đâu đó rồi cái bắt đầu cái nó nóng như này nè, nó cháy mũ nó phật lên cháy nhà luôn. Ấm siêu tốc này nè, mình không đến mức độ đó nghe, nhưng mà không phải là mình nói vậy. Nhưng mà mấy cái nhíp này nó gác nó không an toàn, nó sẽ nhăn lên nhiệt nóng á, lâu ngày nó bị ten á. Cái lửa điện nó nhép chẹp vô thì nó sẽ ten từ từ, lâu ngày nó sẽ bị gây ra nóng. Nóng theo éo nó hư này. Nó hai ba cái nhíp gác trong đây là hai ba cái nhíp nó gác với nhau á. Mình thử ra nó dễ hư lắm, mình bắt cái cầu dây mình đi dây thẳng ra mình xài. Ý mà cái công tắc gì mà nhiều khi mà nó còn bị hư nè. Để mình thử coi công tắc này còn không nghe các bạn. Chắc công tắc còn á. Đây công tắc thì đo hai cọng dây trắng đi vô nè. Còn nữa bạn, thấy không? Đó. Rồi mình đo gì mình để mình bật tắt cái nó ngon không nghe. Nè. Đó, tắt nè, mở nè. Tắt nè. Mở nè. Nó công tắc á thì nó chung ra nó nhảy. Nó nhảy lâu ngày nó sẽ bị quéo, nhảy nhiều lần nó sẽ bị quéo, còn này nó âm trực tiếp luôn. Hay cả bên đây nữa, bên đây nó bị cháy thối ha. Bên đây nè, bên đây nó muốn tan hư nữa nữa các bạn, thấy không? Nè. Banh nó chưa? Thử ra mình không có ngần ngại, mình lấy miễn còn cái ổ nữa nè. Ổ này chắc để mình dặn giữ cái miếng đít nè, cái miếng đít ấm nè. Miếng đế đít nè. Đó, để mình dặn ốc để mình giữ lại thôi. Còn dây hoàn toàn dây với đồ mình đẹp đi dây vô. Đó. Thì không có xài tới cái đế này nữa nghe các bạn. Thì mình mua người ta đưa mình lấy gì thôi, mình lấy rồi về mình cũng bỏ bán phế liệu các bạn ơi. Nhiều khi mình thấy đế đẹp mình tiếc để mà để cũng không xài các bạn. Chứ mấy chuyến trước bà con của mình, bà con anh chị em mình đi ra đám giỗ mình cũng cho hết mấy cái. Bà con cô bác cho hết mấy cái chắc xài giờ chắc cũng hư rồi. Có cái còn xài được, có cái cũng hư rồi, tại vì ấm siêu tốc nó nặng điện. Xài lâu ngày nó không hư, cái này cũng hư kia, chứ còn ruột nó không đứt nha. Cái này mà người ta bán, người ta đưa mình lụm luôn là dây nè. Đó, nó gì nè, lấy làm gì nữa. Này chỉ có một cái mình sẵn tiện, mình lấy mình cột lên xe đặng cho có dây để cột thôi. Này là không xài chứ, thảy phế liệu luôn. Đây là phải thảy phế liệu phải. Dục có phế liệu. Rồi, hôm nay mình mua được hai cái ấm, mình chia sẻ cho các bạn. Bạn thấy kênh Anh Thợ Chạy có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, có gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem. Rồi chào tạm biệt các bạn.